Vì sao bác sĩ Kim qua mặt được Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để vào khu cách ly? Để vào được khu cách ly, Nguyễn Quốc Kim đã có tên trong danh sách 8 sinh viên tham gia hỗ trợ do chính Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu, chỉ từ một tấm ảnh thẻ sinh viên giả mạo. Liên quan đến sự việc Nguyễn Quốc Kim giả danh sinh viên trường y để vào được khu cách ly điều trị COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó hô biến mình thành thạc sĩ, bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy, cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng. Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh xử lý. Vào được khu cách ly chỉ nhờ tấm ảnh thẻ sinh viên giả mạo. Trước khi chờ kết quả xác minh làm rõ từ cơ quan chức năng, dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi vì sao Nguyễn Quốc Kim có thể dễ dàng đóng vai sinh viên của Trường Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để vào khu cách ly điều trị COVID-19 tại quận 12 và được hoạt động trong một thời gian dài. Trao đổi với báo chí sáng ngày 22 tháng 2, ông Trương Văn Đạt, trưởng phòng công tác sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày xảy ra đại dịch, hơn 5.000 sinh viên của trường đã đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch nhiều nơi. Tháng 7 năm 2021, quận 12 có công văn xin hỗ trợ khẩn cấp người cho khu cách ly đóng tại trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận công văn này, trường gửi thông tin lên các nhóm làm việc trên mạng xã hội để cho các sinh viên đăng ký trên tinh thần tình nguyện. Trong số 10 người đăng ký tham gia có trường hợp của Nguyễn Quốc Kim. Để xác minh danh tính, đội trưởng quản lý nhóm tình nguyện yêu cầu người đăng ký gửi ảnh thẻ sinh viên để trường kiểm tra. Khi đó, Kim chụp ảnh gửi vào nhìn đúng với form mẫu thẻ sinh viên của trường. Trước giờ chưa từng có trường hợp nào làm giả thẻ sinh viên, không ai lường trước được việc này sẽ xảy ra. Vì thời điểm đó tình hình rất kinh khủng, rất còn người, có người tình nguyện tham gia là rất quý rồi, nguồn tin này lý giải. Sau khi đối chiếu thông tin qua một bức ảnh thẻ sinh viên, ngày 13 tháng 7 năm 2021, Nguyễn Quốc Kim lọt vào danh sách 8 nhân sự do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sang quận 12 hỗ trợ chống dịch. Vì là sinh viên, công việc chính của Kim là lau dọn đo huyết áp chứ không có quyền hạn điều trị. Theo ông Đạt, đến cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2021, phía Ủy ban Nhân dân quận 12 bất ngờ liên hệ với trường đề nghị xác minh thông tin bác sĩ Kim vì nghe nói giỏi lắm, làm rất được việc. Lúc này lãnh đạo phòng công tác sinh viên mới tá hỏa vì toàn bộ nhân sự gửi đi hỗ trợ chỉ là sinh viên. Tiếp tục tra lên hệ thống hồ sơ, phía Trường Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Nguyễn Quốc Kim là sinh viên giả mạo. Người này giả mạo đến mức qua khu cách ly xưng là thạc sĩ, bác sĩ, khoe bằng chứng nhận khoa học, bằng khen đủ thứ bằng. Sau khi xác minh, chúng tôi đã báo cáo với quận 12 để mời Kim lên làm việc. Quá trình làm việc, Kim đã xác nhận mình sai. Mọi chuyện đã xử lý dứt điểm từ tháng 10 năm 2021, ông Trương Văn Đạt khẳng định. Trước câu hỏi của báo chí về việc Nguyễn Quốc Kim bị xử lý như thế nào với hành vi giả mạo sinh viên trường y, giả danh bác sĩ để tham gia điều trị COVID-19, ông Đạt cho biết vì đây không phải là sinh viên của trường nên trường không thể xử lý. Về phía quận 12, Kim đúng đã bàn giao hết tất cả trang thiết bị trong khu cách ly. Các vấn đề khác nếu người này làm sai sẽ do công an điều tra làm việc theo quy định. Không biết động cơ người này tìm cách vào khu cách ly là gì, nhưng tôi nghe nói cũng đã giúp được cho nhiều người. Thực tế từ tháng 7 Kim chỉ ở khu cách ly F1 mới được phân luồng qua công tác điều trị F0 vài ngày đã bị phát hiện, ông Đạt thông tin thêm. Trưởng phòng công tác sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận sự việc là bài học để trường rút kinh nghiệm, phải đối chiếu hai chiều, tra soát kỹ trên hệ thống xác minh chính xác có phải là sinh viên của trường mình thật hay không. Thú thật thời điểm đó rất căng thẳng, tôi và mọi người đều tham gia chống dịch nhiều nơi. Bản thân mình cũng tin tưởng anh em sẽ gửi danh sách lên mới xảy ra việc này. Đây thật sự là một bài học sâu sắc, ông Đạt chia sẻ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.